Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nga dội tên lửa đạn đạo xuống Kiev giữa lúc Ukraine căng mình ở cớt. Máy bay chở phó tướng của ông Trump gặp trục trặc giữa không trung. Binh sĩ Ukraine chủ động đầu hàng Nga ở vùng cất Campuchia triển khai hơn 1.000 cảnh sát đối phó biểu tình chống chính phủ. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, quân đội ukraine tuyên bố đánh chặn loạt ba quả tên lửa đạn đạo mà nga triển khai nhằm vào thủ đô kiev lãnh đạo sở chỉ huy quân sự kiev shahi popko chia sẻ trên tài khoản telegram đây đã là lần thứ ba nga phóng tên lửa đạn đạo tấn công kiev trong tháng 8 với mật độ chính xác 6 ngày giữa mỗi đợt tấn công ông popko cho biết ngoài ba quả tên lửa đạn đạo nói trên nga còn phóng thêm nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử hướng về phía kiev quân đội ukraine đã triển khai đánh chặn và phá hủy các loại vũ khí của nga ở khu vực cách thủ đô Kiev khá xa. Một nhân chứng của Reuters đã nghe thấy tiếng nổ giống như tiếng hệ thống phòng không được kích hoạt. Chính quyền thành phố xác nhận không có thiệt hại về vật chất và con người trong vụ không kích nói trên của Nga và cáo buộc những quả tên lửa mà Nga sử dụng trong đợt tấn công lần này là loại KN-23 được cho là do phía Triều Tiên cung cấp. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động căng thẳng và Kiev sẽ bị đáp trả thích đáng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Ukraine rằng đòn đáp trả cứng rắn của Moscow sẽ sớm được đưa ra. Nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine nói với The Times rằng đòn đáp trả này sẽ không chỉ là bốn tên lửa. Nga có thể bắn hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như phòng máy bay không người lái tự sát xa hết từng đe dọa Ukraine kể từ những ngày đầu xung đột. Chính trị gia Ukraine Oleksiy Goncharenko cho biết các thành phố của Ukraine đã quen với các cuộc tấn công quy mô lớn Ông nói với Newsweek, tôi không nghĩ rằng sẽ có một số cuộc trả đũa đặc biệt nào. Thủ đô Kiev, khu vực xung quanh và toàn bộ miền đông Ukraine đang trong tình trạng báo động không kích. Nhiều người Ukraine ngày càng lo ngại Moscow có thể tiến hành các cuộc không kích để đáp trả cuộc tấn công vào vùng Kursk thuộc Nga của Kiev. Ukraine thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Đợt tấn công lần này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội nước này đang ở vùng Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk, điều mà các nhà phân tích quân sự cho rằng đã khiến Điện Kremlin mất cảnh giác, là một hành động thách thức lớn. Điều này làm dấy lên suy đoán đây có thể là một đòn trả đũa của Nga, đồng thời phân tán sự chú ý của Kiev. Không loại trừ sẽ có thêm các cuộc tập kích dồn dập của Nga và Ukraine trong vài ngày tới. Một phần vũ khí và thiết bị của lực lượng Ukraine do Mỹ cung cấp và việc Mỹ theo dõi sát sao cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine đặt ra câu hỏi về việc liệu Kiev có tuân thủ các hạn chế của chính quyền Tổng thống Biden về việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong các chiến dịch tấn công Nga hay không. CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã sử dụng vũ khí và phương tiện của Mỹ như một phần của cuộc tấn công. Mặc dù chính quyền Biden đã đặt ra danh giới về việc sử dụng vũ khí do nước này cung cấp trong các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Nga, các quan chức không nêu chi tiết về danh giới chính xác mà Washington đã vạch ra, nhưng cho biết Ukraine về mặt kỹ thuật đã không vi phạm. Theo hai quan chức Mỹ, Washington đã vẽ một vùng ranh giới ở phía bắc Ukraine và chỉ thị cho Kiev giới hạn việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong khu vực đó. Các quan chức không mô tả vị trí địa lý chính xác của khu vực hoặc kích thước của nó, nhưng cho biết cuộc tấn công của Ukraine không vi phạm chính sách của Mỹ liên quan đến việc sử dụng vũ khí của nước này. Được biết, Mỹ ngần ngại trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bên trong Kursk không phải vì nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga, mà vì nguồn cung cấp vũ khí của Washington chỉ có hạn. Phó thư ký báo chí bộ quốc phòng Mỹ Sabrina Singh đã nói với báo chí rằng chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ phía bên kia biên giới. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, bà Singh cho biết Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa nhưng từ chối nêu rõ khoảng cách chính xác. Phát biểu này có ý cấm Ukraine sử dụng ATACMS trong lãnh thổ chủ quyền của Nga. Bà nói: "Tôi sẽ không vẽ một bản đồ tròn." để chỉ ra nơi Kiev có thể và không thể tấn công Nga, nhưng chúng tôi đã rất rõ ràng với người Ukraine. Trong khi đó, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev, một trong các cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine sẽ không dám thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nếu không có sự cho phép của Mỹ và hỗ trợ của NATO. Trong cuộc phỏng vấn với báo Ivestia được đăng tải gần đây, ông Patrushev nhấn mạnh những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về việc không tham gia vào các hành động của Kiev ở khu vực Kursk không đúng với thực tế. Nếu không có sự can dự và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga. Ông Patrushev, người gần đây được bổ nhiệm giám sát chiến lược hàng hải toàn cầu của Nga, cáo buộc Mỹ và các nước NATO khác đã cung cấp vũ khí, huấn luyện viên quân sự và thông tin tình báo liên tục cho Ukraine, đồng thời kiểm soát các hành động của binh lính Kiev. Theo quan chức này, Ukraine đã trở thành quân cờ phục vụ nỗ lực chống lại Nga của Mỹ. Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nói với RIA Novosti rằng quân đội Ukraine tham gia cuộc tấn công của Kiev và vùng Kursk của Nga đã bắt đầu chủ động đầu hàng và hạ vũ khí hàng loạt. Vị tướng cho biết Akhmat và các đơn vị quân đội Nga khác đã loại bỏ đối phương một cách có hệ thống, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev đã bắt đầu đầu hàng ở mọi nơi trên tiền tuyến trong khu vực. Ông Alaudinov người được bổ nhiệm làm phó giám đốc Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Liên bang Nga vào tháng 4 cho biết, lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đang cạn kiệt. Trước đó, vị tướng này đã báo cáo trên trang Telegram của mình rằng ít nhất 5 chiến binh Ukraine đã bị đơn vị lực lượng đặc nhiệm bắt làm tù binh trong vài ngày qua, bao gồm một thành viên của lữ đoàn Azov khét tiếng. Một đoạn video cho thấy gần một chục tù binh chiến tranh Ukraine được lính Nga hộ tống cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Theo Eroya Novosti, cảnh quay cho thấy những binh sĩ từ một đơn vị duy nhất của lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Kiev đã hạ vũ khí theo một cách có trật tự và liên lạc với quân đội Nga thông qua một kênh Telegram chuyên dụng. Eroya đưa tin, tổng cộng 24 binh sĩ Ukraine phục vụ trong đơn vị đã đầu hàng Nga. Theo hãng thông tấn, họ đã bị bắt làm tù binh gần làng Komarovka, cách biên giới Nga với Ukraine khoảng 12 dặm. Cảnh quay cho thấy những binh sĩ Ukraine đi thành một hàng với hai tay chắp sau lưng. Ngoài ra ông Alaudinov cho biết, tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đối thủ đang cố gắng xuyên phá vào lãnh thổ của chúng ta suốt ngày đêm. Tất cả những nỗ lực này đều kết thúc bằng việc loại bỏ các binh sĩ và phá hủy các thiết bị. Theo ông, tại hướng Kursk, Ukraine đang dồn toàn bộ lực lượng và phương tiện mà họ có để tấn công Nga. Ông thông báo, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phá hủy của Ukraine ở Kursk 5 xe bọc thép chiến đấu, 5 xe bán tải, một robot không người lái giả phá bom mìn và một xe tăng. Ông cho biết, Chúng tôi đã có một ngày rất bận rộn và khó khăn. Giao tranh ác liệt diễn ra suốt cả ngày từ sáng sớm. Ukraine tung mọi lực lượng có thể về phía chúng tôi. Nhấn mạnh, Nga đang loại bỏ nguồn dự trữ quân sự mà Kiev đổ vào mũi tấn công ở Kursk. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thực hiện hành động thách thức quy mô lớn khác, bắn phá bừa bãi vào các mục tiêu dân sự. Ông cảnh báo đối phương sẽ phải nhận phản ứng thích đáng ở các khu vực biên giới của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tính đến ngày 16 tháng 8, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 2.800 binh sĩ và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 41 xe tăng và 40 xe bọc thép chở quân. Những con số này không được kiểm chứng độc lập và Kiev cũng không thừa nhận những thiệt hại như vậy. Lãnh đạo vùng Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, vừa qua đăng video ông lái xe điện Tesla, Cybertruck với trang bị giống khẩu súng máy. Trong bài đăng trên kênh Telegram, ông Kadyrov ca ngợi chiếc xe và CEO công ty Tesla Elon Musk. Ông viết, chúng tôi đã nhận được một chiếc Tesla Cybertruck từ ông Elon Musk. Tôi rất vui khi được thử nghiệm công nghệ mới này. Trang Business Insider đưa tin, nhà lãnh đạo Chechnya nói chiếc xe sẽ sớm được gửi đến Ukraine và được sử dụng trong điều kiện thích hợp. Lãnh đạo của Chechnya cũng gửi lời khen ngợi đến tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, thông qua mạng xã hội Telegram. Ông Kadyrov gọi tỷ phú công nghệ Elon Musk là thiên tài mạnh nhất thời hiện đại, cũng như mời ông Musk đến Chechnya. Theo giới thiệu được đăng tải trên website của công ty, xe bán tải điện Cybertruck có thể đi hơn 500 km trước khi phải sạc lại. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên gần 100 km trong chưa đầy 3 giây. Ngoài ra, chiếc Cybertruck có tải trọng 1.100 kg và có thể kéo vật nặng gần 5 tấn. Khi giới thiệu Cybertruck vào năm 2019, tỷ phú Elon Musk quảng bá rằng công chúng có thể sở hữu chiếc xe này với giá khởi điểm khoảng 40.000 đô la Mỹ tức khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Business Insider hôm 12 tháng 8 đưa tin, mẫu xe bán tải này của Tesla hiện có giá từ 100.000 đô la Mỹ. Chiếc xe này được làm bằng thép không dỉ sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng, một phần được lấy cảm hứng từ chiếc xe hơi có khả năng biến thành tàu ngầm trong bộ phim James Bond. Một số chuyên gia cho biết, chất liệu thân xe mới và kiểu dáng tương lai đã làm tăng độ phức tạp và chi phí cho quá trình sản xuất chiếc xe. Theo tỷ phú Elon Musk, Cybertruck có nhiều tiện ích hơn một chiếc xe tải và nhanh hơn một chiếc xe thể thao. Liên quan đến việc lãnh đạo Chechnya Kadyrov muốn biến xe Tesla thành xe chiến đấu gửi đến chiến trường Ukraine, được biết ông là nhà lãnh đạo Chechnya do Moscow bổ nhiệm và là đồng minh thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kadyrov cũng là người năng nổ dùng mạng xã hội. Hồi tháng 5, ông Kadyrov cho biết hơn 43.000 binh sĩ Chechnya đã tham gia xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp ông Putin khi đó, lãnh đạo Chechnya nói rằng hàng chục ngàn binh sĩ được huấn luyện và trang bị đầy đủ từ lực lượng dự bị đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở chiến trường Ukraine nếu nhận được lệnh từ Tổng thống Putin. Trước đó, có những thông tin ông Kadyrov gặp vấn đề về sức khỏe, điều mà ông phủ nhận và đăng những bức ảnh ông đang tập thể dục hoặc họp hành để chứng minh. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Cơ quan này đang xem xét một cách nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kurs, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Theo quân đội Nga, mục đích của hành động thách thức này là để đổ tội cho Moscow tấn công nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nếu Ukraine thực hiện các kế hoạch nhằm tạo ra một thảm họa có thể dẫn đến ô nhiễm phóng xạ trên những vùng lãnh thổ rộng lớn, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp đối phó quân sự, kỹ thuật cứng rắn. Mặc dù bộ này không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng lưu ý rằng việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy điện Kursk mà Moscow cho là được phương Tây hậu thuẫn sẽ mâu thuẫn với nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhà báo quân sự Nga Marat Khairulin đưa tin rằng Kiev đang chuẩn bị một lá cờ hạt nhân giả, một vụ nổ bom nguyên tử bẩn nhằm vào các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của một nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Grigoriy Tichy, bác bỏ những thông tin trên. Ông Tichy viết trên Telegram đã xuất hiện cáo buộc cho rằng Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc tấn công các nhà máy điện hạt nhân. Chúng tôi chính thức bác bỏ những tuyên bố này. Ukraine không có ý định hoặc khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ lực lượng của ông đang tăng cường các cứ điểm ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn. Ông Zelensky còn cho hay, tướng Oleksandr Shishky đã báo cáo về việc tăng cường các cứ điểm của lực lượng chúng tôi tại Kursk và mở rộng vùng lãnh thổ ổn định này. Ông Shishky là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Chiếc Boeing 737-800 chở ông James David Vance, người được chọn làm phó tướng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bất ngờ gặp sự cố giữa không trung, phải hạ cánh khẩn cấp. Theo hãng tin RT, sau cuộc vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee thuộc thành phố Wisconsin vào sáng ngày 17 tháng 8, ông Vance đã lên chiếc máy bay được gọi là Trump Fork 2 để trở về bang Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại thành phố lớn nhất của bang Wisconsin, nơi máy bay được đội kỹ thuật dưới mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra. Phát ngôn viên của ông Vance là bà Taylor Van Kurt cho biết thêm, phi công thông báo xảy ra trục trặc ở chốt cửa. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, máy bay đã thực hiện lại chuyến bay như dự kiến ban đầu, trở về Cincinnati. Tuy nhiên, sự cố đã khiến chuyến bay bị trì hoãn khoảng 1 giờ. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi máy bay chở ông Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, phải chuyển hướng do sự cố. Cụ thể, chiếc máy bay Boeing 757-200, được gọi là Trump Fox One, thuộc sở hữu của công ty cựu tổng thống Donald Trump, đã phải chuyển hướng khi đang trên hành trình đến một cuộc meeting ở thành phố Bozeman thuộc bang Montana do sự cố kỹ thuật. Máy bay này đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Billings. Hai thành phố Bozeman và Billings cách nhau khoảng 225 km. Ông Trump sau đó đến Bozeman trên một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp báo tại thị trấn Bedminster thuộc bang New Jersey, Mỹ, nơi ông có bài phát biểu trong gần một giờ trước khi trả lời câu hỏi của các phóng viên. Nhiều nhà báo đã hỏi cựu Tổng thống Trump về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Đảng Cộng Hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân và đối thủ của mình. Báo The Hill dẫn lời ông Trump về những cuộc công kích cá nhân Tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân, tôi không tôn trọng bà ấy. Tôi không tôn trọng trí thông minh của bà ấy và tôi nghĩ bà ấy sẽ là một tổng thống tệ. Ông Trump nói tiếp, và tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là chúng tôi phải giành chiến thắng, mà những cuộc công kích cá nhân đó là tốt hay xấu. Bà ấy chắc chắn đã công kích cá nhân tôi. Bà ấy thực sự nói tôi là người kỳ quái. Ba tuần qua, cựu tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích, tung ra những phát ngôn sai sự thật, lăng mạ thậm chí phân biệt chủng tộc nhằm vào đối thủ đảng dân chủ khi ông cố gắng giành lại ưu thế trên đường đua nhà trắng. Frankland, cố vấn kiêm nhà thăm dò ý kiến đảng cộng hòa nói: Chiến dịch có kỷ luật nhưng ứng cử viên của họ thì không. Ông ấy đang tự tay hủy hoại cơ hội tái đắc cử. Họ đang đối mặt với một ứng cử viên dân chủ yếu nhất về mặt thành tích, nhưng việc ông trong khăng khăng tung ra những đòn công kích cá nhân ác ý sẽ chỉ khiến chúng bị giảm đi sức nặng và trên thực tế phản tác dụng đối với ông ấy. tờ Guardian dẫn các nguồn tin cho hay, cố vấn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang chật vật tìm cách đối phó với những thách thức thật sự từ phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ từ Đảng Dân chủ. Các cố vấn của ông Trump gặp khó khi vạch ra các kế hoạch tấn công bà Harris. Chiến dịch của ông cũng bị chỉ trích khi áp dụng cùng chiến thuật đối đầu với ông Biden cho bà Harris, xoáy vào các vấn đề như khủng hoảng biên giới phía Nam, nạn tội phạm và lạm phát tăng cao. Trong giai đoạn đó, ông Trump dường như mất phương hướng và thường xuyên phạm nhiều sai lầm khi cố gắng đưa ra các lập luận chống lại bà Harris nhằm dập tắt sự ủng hộ cuồng nhiệt dành cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Theo đài CNN, chiến lược mới của ông Trump trong thời gian gần đây là tung những lời lăng mạ, cáo buộc đối với bà Harris, dùng những lời lẽ phân biệt giới tính nói về giọng cười của bà, gọi bà là điên rồ và kém thông minh. Tuy nhiên, chiến thuật này có thể gây tác dụng ngược khi những công kích cá nhân của ông Trump có thể khiến nhiều cử tri nữ cảm thấy bị xúc phạm. Đại sứ Iran tại Moscow, Kazem Jalali, thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức mời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Jalali cho biết ông Putin đã chúc mừng ông Pezeshkian về chiến thắng trong cuộc bầu cử và sau đó mời ông tham dự hội nghị BRICS. Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới tại Kazan, Nga. Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai tổ chức hội nghị kể từ khi nhóm mở rộng thành viên. Về thời điểm ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran, ông Jalali cho biết các bộ ngoại giao hai nước đã thông qua văn bản, nhưng vẫn cần hoàn tất các bước thủ tục pháp lý trước khi ký kết. Ông Jalali cũng để ngỏ khả năng Iran và Nga có thể hoàn tất thỏa thuận này trong khuôn khổ hội nghị BRICS. Thỏa thuận hợp tác toàn diện mới giữa Iran và Nga nhằm thay thế thỏa thuận 20 năm trước đó được ký kế kết năm 2001. Thỏa thuận mới này sẽ mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác giữa hai nước, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Bên cạnh đó, thỏa thuận nhấn mạnh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Tehran và Moscow, đặc biệt là để đối phó với các chính sách và lệnh trừng phạt của phương Tây. Tập đoàn vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran, IRISL, vừa qua đã đặt hàng một công ty Nga sản xuất một con tàu 7.000 tấn. Con tàu sẽ sớm được bổ sung vào đội tàu vận tải biển của Iran trên biển Caspi. Bằng việc đặt hàng đóng tàu 7.000 tấn này, IRISL đang cố gắng tăng khối lượng thương mại hàng hải giữa các quốc gia ven biển Caspi và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của đất nước. Hồi đầu tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Mohammad Reza Fajin cho biết Iran và Nga đã ký một thỏa thuận tiền tệ để tiến hành trao đổi thương mại song phương, theo đó đảm bảo khả năng thanh toán của đồng nội tệ hai nước trong các giao dịch thương mại. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời thống đốc Fajin cho biết, ông đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga tại Saint Petersburg và hai bên đã hoàn tất thỏa thuận đã ký. Thỏa thuận đảm bảo khả năng thanh toán bằng đồng rúp và đồng rian cho các giao dịch thương mại giữa hai nước. Thống đốc Fajin nêu rõ những hướng dẫn cần thiết sẽ được công bố tới hệ thống ngân hàng và những người kinh doanh ngay sau khi ra mắt nền tảng tại trung tâm giao dịch tiền tệ và vàng Iran để thực hiện các giao dịch bằng đồng rian ở nước ngoài. Theo thỏa thuận, hệ thống ngân hàng Setap của Iran sẽ kết nối với hệ thống liên ngân hàng MIR của Nga vào cuối tháng 8 tới. Công dân Iran có thể rút tiền rút từ các máy ATM bằng thẻ ngân hàng của Iran và công dân Nga có thể sử dụng thẻ ngân hàng của mình để rút tiền tại các máy ATM ở Iran và sử dụng thẻ tín dụng của Iran tại các điểm rút tiền ở Nga. Campuchia trong những ngày qua đã triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng ứng phó, chấn áp các lực lượng thù địch, chống đối đang âm mưu kích động người dân. Trung tướng Chuon Narin, cảnh sát trưởng thành phố Phnom Penh cho biết, hơn 1.000 nhân viên an ninh đã được triển khai tại thủ đô của Campuchia trong ngày 17 tháng 8, trong bối cảnh phe đối lập ở nước ngoài kêu gọi biểu tình chống chính phủ. Trung tướng Chuon Narin khẳng định lực lượng an ninh đã sẵn sàng trấn áp bất kỳ nhóm cực đoan nào cố gắng tổ chức cuộc biểu tình bất hợp pháp những ngày tiếp theo. Ông cũng kêu gọi người dân không lo lắng về trật tự và an toàn công cộng, đồng thời cho biết hoạt động đi lại bình thường trong thủ đô vẫn được đảm bảo. Trước đó, Thủ tướng Hun Manet cảnh báo phe đối lập ở nước ngoài đang kêu gọi người dân tập trung tại Phnom Penh để phản đối sáng kiến khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Sáng kiến do Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra tại cuộc họp ở Viên Chăn, Lào năm 1999. Theo ông, đây là âm mưu nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp của Campuchia. Thủ tướng Hun Manet tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn đối với những kẻ cố gắng chống phá đất nước và khẳng định sẽ không cho phép âm mưu do một số ít thế lực thù địch thực hiện hòng chia rẽ đất nước. Trong một thông điệp ghi âm dài một giờ chia sẻ trên kênh Telegram, chủ tịch thượng viện, chủ tịch đảng nhân dân Campuchia CPP cầm quyền Samdech Techo Hun Sen đã cảnh báo xử lý mạnh tay các đối tượng mưu toan kích động gây bạo loạn, đồng thời lưu ý người dân tránh bị lôi kéo vượt làn danh đỏ. Ông Hun Sen khẳng định chính phủ luôn đảm bảo việc người dân được sống trong hòa bình, ổn định chính trị và nỗ lực xây dựng kinh tế đất nước. chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau